Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thực phẩm giúp cải thiện huyết áp và tác dụng của khoai tây trong việc chữa trị viêm loét dạ dày. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về những thực phẩm có tác dụng ổn định huyết áp. Có thể kể đến cải bó xôi và cà chua. Bởi vì trong cải bó xôi có rất nhiều magie và kali, hai thành phần giúp chúng ta có thể ổn định huyết áp. Còn trong cà chua thì ngoài việc là có nhiều chất chống oxy hóa thì cà chua cũng rất tốt cho việc giảm huyết áp. Và bên cạnh đó, nếu như mỗi ngày chúng ta dùng khoảng 25 đến 30 kcal sô-cô-la đen có chứa flavanol thì cũng có tác dụng là giảm mức độ huyết áp. Tương tự, sữa gạn kem sẽ cung cấp canxi, kali và vitamin D vốn kết hợp với nhau có thể giúp giảm huyết áp và giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Theo các nhà khoa học của Đại học Manchester Anh, thì khoai tây có chứa các phân tử kháng khuẩn độc đáo có thể điều trị viêm loét dạ dày. Theo những kết quả nghiên cứu gần đây thì vi khuẩn dạ dày không thể phát triển được trong nước ép khoai tây và nước ép này cũng không gây ra tác dụng phụ gì cả. Trong khi đối với thuốc kháng sinh thì vi khuẩn dạ dày có thể kháng thuốc. Có thể nói là đây là một tin vui và một phát hiện mới tạo điều kiện cho việc tìm ra một loại phân tử quan trọng có thể tiêu diệt lẫn ngăn chặn các vi khuẩn sống trong dạ dày cũng như là gây ra cái việc viêm loét dạ dày và ợ nóng.